Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Hot Kiều Minh Tuấn là thành viên đầu tiên của 2 ngày 1 đêm. Sáng ngày 6 tháng 5, ekip sản xuất Đông Tây Promotion chính thức công bố Kiều Minh Tuấn là thành viên đầu tiên của 2 ngày 1 đêm. Phiên bản Việt của Two Days One Night, show truyền hình thực tế đình đám của Hàn Quốc, lần hiếm hoi tham gia show truyền hình thực tế ngoài trời. Kiều Minh Tuấn hứa hẹn sẽ là một ẩn số thú vị, mang đến nhiều bất ngờ cho chương trình. Kiều Minh Tuấn rất hiếm khi tham gia các game show về vận động, sức lực kèm sự nhanh nhạy như Two Days, One Night. Trước đây, nam diễn viên từng xuất hiện trong show The Champion, nên có thể nói anh sẽ đáp ứng được về mặt thể lực khi thực hiện các nhiệm vụ mà chương trình đặt ra. Bên cạnh đó, Kiều Minh Tuấn còn biết nấu ăn, nam diễn viên từng trổ tài làm thịt xá xíu, hủ tiếu sa đéc, cháo lòng. Vì vậy, có thể Kiều Minh Tuấn sẽ không mấy khó khăn nếu phải trải qua những thử thách liên quan đến nấu ăn.